Ngày hôm nay mình quay trở lại để hướng dẫn phần hỗ cảm trong lý thuyết mạch. Chúng ta bắt đầu luôn. Hỗ cảm đầu tiên là hiện tượng mà hai cuộn dây đặt gần nhau cho dòng điện xoay chiều chạy qua thì sẽ xuất hiện từ thông móc vòng của cuộn 1 lên cuộn 2 và ngược lại. Tiếp theo phần quy ước. Ký hiệu như thế này thì sẽ là đầu của cuộn dây. Có dấu sao sẽ là đầu cuộn dây. Đây. Tiếp theo, điện áp hỗ cảm. Điện áp hỗ cảm cuộn 1 sẽ có công thức là U1 bằng J omega M1 I2. Với M1 là hệ số hỗ cảm I2 sinh ra trên cuộn 1. Đây là cái điện áp mà U1 là cái điện áp mà khi dòng I2 chạy qua và tương tác với cuộn 1 sẽ sinh ra từ thông. Và từ thông thì sẽ sinh ra sức điện động, chính là U. Tiếp theo, cuộn 2, U2 sẽ bằng J omega M2 nhân I1. Trong cuộn dây sẽ có hai loại điện áp là điện áp hỗ cảm và điện áp tự cảm. Hỗ cảm là do sự tác động của dòng I khác lên một cái mạch, lên một cái cuộn dây. Còn tự cảm là điện áp được sinh ra do chính cái bản thân cuộn dây đó. Chúng ta hãy bắt đầu xem phần bài tập. Bài toán đưa ra như sau. Và chúng ta phải giải bài toán này bằng phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng. Đầu tiên mình sẽ giải bằng phương pháp dòng nhánh trước, rồi sau đó sẽ giải bằng phương pháp dòng vòng. Bước đầu tiên là chúng ta phải chọn chiều của dòng điện. Ở đây mình đã chọn I1 đi vào A và ra ở I3 và I2. Phân tích một chút thì mạch điện này chúng ta có thể thấy có R, có E, có R, có E, có L. Bản chất của hỗ cảm là cuộn dây. Còn đây là tụ. Chúng ta phân tích tiếp. Hỗ cảm là hiện tượng hai cuộn dây đặt gần nhau. Ở đây có cuộn L1 và L3 đặt cạnh nhau. Thì cho dòng điện đi xoay chiều đi qua thì sẽ xuất hiện từ thông móc vòng. Và nó sẽ xuất hiện lên cái điện áp như thế này. Phân tích tiếp ở đây. Dòng điện I3 đi từ đầu cuộn 3 đến cuối cuộn 3. Thì nó sẽ làm xuất hiện một từ thông móc vòng ở trên cuộn L1. Cái chiều tác động của điện áp nó cũng sẽ phải cùng chiều với cuộn dây tác dụng. Ví dụ như đây. I3 đi từ đầu cuộn 3 đến cuối cuộn 3 thì nó cũng sẽ tác động ra một điện áp đi từ đầu cuộn 1 đến cuối cuộn 1. Tương tự, I1 đi từ cuối cuộn 1 đến đầu cuộn 1 thì nó cũng sẽ tác động một điện áp đi từ cuối cuộn 3 đến đầu cuộn 3. Xong. Và bây giờ bước tiếp theo là viết phương trình. Để viết được phương trình dòng nhánh, chúng ta cần biết phải viết bao nhiêu phương trình. Thì công thức là số phương trình bằng nhánh trừ nút và cộng 1. Cái phương trình mà chúng ta viết là phương trình cân bằng về áp, là phương trình U ấy. Công thức là nhánh trừ nút cộng 1. Chúng ta thể thấy ở đây có 3 nhánh, 1, 2 và 3. Số nút là 2AB. Nhánh là 3 trừ 2 cộng 1. Tức là chúng ta sẽ phải viết hai phương trình. Bước tiếp theo chúng ta sẽ phải chọn chiều của vòng. Và ở đây mình sẽ chọn theo chiều của kim đồng hồ cho nó dễ. Mình thuận như vậy hơn. Xong bước 2, đến bước 3 viết phương trình. Chúng ta sẽ viết phương trình của vòng một trước. Đầu tiên phân tích vòng 1 có những gì? Có thứ nhất cuộn dây. Thứ hai cũng là cuộn dây. Thứ ba điện trở. Một suất điện động đây. Một suất điện động của E1 và một điện trở ở đây. Vì đã chọn chiều vòng như thế này nên là hãy cùng xét từ vị trí A. Dòng đi từ đây, đi từ đầu đến cuối cuộn dây thì cuộn điện áp cuộn dây cùng với chiều vòng. Nhìn điện áp hỗ cảm mà dòng I1 tác động lên I3 ngược với chiều vòng nên là sẽ có dấu trừ. Tiếp theo R cùng chiều vòng
E3 ngược chiều. E1 cùng chiều, R1 cùng chiều, L1 ngược chiều. Nhưng điện áp hỗ cảm thì lại cũng ngược chiều luôn. Vậy nên nó sẽ có dấu trừ. Ta sẽ có phương trình như thế này. Đây là R. Đây là cuộn dây L1. Đây cuộn dây L3. Đây là điện áp hỗ cảm I3 ngược chiều. E1 cùng chiều, dấu dương. E3 ngược chiều, dấu âm. Chúng ta đã viết xong phương trình cân bằng với áp. Ở trong phương pháp dòng vòng thì sẽ phải viết hai loại phương trình. Một là phương trình cân bằng với áp và một phương trình về dòng. Thì đây, số nút trừ 1 sẽ là 2 trừ 1 là sẽ phải viết một phương trình. Phương trình về dòng tức là cái mà chúng ta đã chọn ban đầu ấy. I1 đi vào A, I2 và I3 đi ra. Thì ta sẽ có phương trình là I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Đó là phương pháp dòng nhánh sẽ có 3 phương trình. Chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp dòng vòng. Bước 1. Tìm số phương trình cần phải viết. Số phương trình bằng nhánh trừ nút cộng 1 thì nó sẽ vẫn là hai phương trình. Bước số 2, chọn chiều. Mình vẫn sẽ chọn theo chiều kim đồng hồ. Bước số 3, viết phương trình. Trước khi viết, chúng ta hãy cùng phân tích mạch. Dòng 1 chạy theo chiều như thế này. Khi dòng điện đi qua L1 từ đuôi lên đầu, nó sẽ tạo ra cho L3 một điện áp hỗ cảm, cũng sẽ từ đuôi lên đầu. Tiếp theo, dòng 1 lại đi tiếp, đi qua L3 từ đầu đến đuôi, nó sẽ tạo ra cho L1 một điện áp hỗ cảm, cũng sẽ từ đầu đến đuôi. Mình đã thay đổi ký hiệu từ vòng 1, 2 sang thành vòng A và vòng B để cho chúng ta đỡ nhầm phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng. Tiếp theo, phân tích tiếp. Vòng A đã chạy một vòng như thế này rồi, nhưng sẽ có một cái đoạn này nó chung với vòng B. Vậy thì điện áp vòng B nó sẽ chạy như thế này. Đến đây, nó gặp cuộn L3 đi từ đuôi lên đầu. Nó sẽ tác động đến L1, một điện áp cũng từ đuôi lên đầu. Mình sẽ phân tích lại. Dòng A chạy từ A, B chạy như thế này. Khi mà nó đi qua L3 đầu tiên, thì nó sẽ từ đầu đến đuôi, nó sẽ sinh ra trên L1, một điện áp hỗ cảm cũng từ đầu đến đuôi, chính là cái bên trên này. Nó sẽ là J omega M I A. Tiếp theo, nó chạy tiếp như thế này, đi qua L1 từ đuôi lên đầu, và nó sẽ tạo trên L3 một điện áp từ đuôi lên đầu. Nó sẽ là J omega M I A. Tiếp theo, dòng dòng của vòng B đi như thế này, từ đuôi lên đầu. Dòng IB ấy, đi từ đuôi lên đầu, sẽ tạo một cái đuôi lên đầu trên L1. Nó sẽ có điện áp là J omega M1 và IB. M1 là hệ số hỗ cảm mà dòng IB sinh ra trên cuộn 1. Còn M1 trên này là hệ số hỗ cảm mà dòng IA sinh ra trên cuộn 1. Và đây là phương trình vòng A. Ta phân tích tiếp vòng B. Vòng B chạy theo chiều kim đồng hồ như này. Nó chạy qua L3. Thì không có điều gì xảy ra cả. Sẽ thấy có một đoạn AB này là dòng IA đi qua. Tiếp theo, dòng IA đi qua L1. Tác động đến L3 một điện áp hỗ cảm.
là gì, omega, m3 và ia. Chúng ta sẽ có phương trình. Ta sẽ có phương trình như thế này. Video đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích thì có thể ấn đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào.